Diễm My. Sao đây? Con lấy sữa con uống chưa đây? Này, sữa con này. Thì bảo đi học về là lấy sữa uống mà. Ai lấy sữa của Kaka mới nữa? Ai lấy? Có ai lấy sữa của Kaka đâu? Trời ơi, có vậy mà cũng buồn đấy hả? Mẹ đang phơi ở ngoài hiên đây này. Trời ơi. Này con uống sữa đi. Có ai lấy nó sữa của Kaka đâu? Hôm nay mẹ đang dọn, mẹ dọn nhà đó, mẹ giặt. Giặt rồi dọn dẹp nhà cửa rồi lau chùi sạch sẽ, mẹ mang rừng Kaka ra ngoài kia. Mẹ vừa mới lau sạch tinh như mới luôn, ra mà xem, đang ở ngoài hiên ạ. Ừ, cả bàn học của con mẹ cũng mang ra ngoài đấy rồi. Ừ, ở ngoài hiên đây. Ừ, chứ có vứt đâu. Trời ơi. À có ai lấy đâu này, bàn này. Ừ, lúc nãy mẹ phải rội nước rồi mẹ lau chùi ấy. Mẹ móc đây này, bàn học của con ở đây này. Ừ. Ừ, cái này đây như thế này đây. Ừ, cái này lúc nãy mẹ cũng mang đánh rửa sạch sẽ rồi phơi đấy. Thôi đây đây, để mẹ kéo vào cho nào. Ở đây đây đây, ở đây mẹ cầm. Để mẹ mang cái bàn vào. Mới lau chùi, mới dọn sữa. Mới vừa lắm. Thấy lau sạch sẽ không là bụi đấy, bụi bẩn đấy. Đúng rồi, bụi bẩn không ai vào. Ừ, nhiều bụi lắm. Chỗ nào bị mắc thì con phải đi lại đứng trước đây con nhấc lên này. Nha. Này ô, lúc nãy mẹ cầm bàn chải mẹ cọ cọ mà nó rách mất ở đây rồi. Chắc tin là phải lấy bằng keo dính lại thôi. Ừ, đó con cầm. Này con cầm cẩn thận nha. Thôi bỏ cái này mà kéo này. Cái này này. Ừ. Đừng có kéo nữa. Đây này, tiếp tiếp này mà kéo này. Rồi con bỏ vào đấy, mẹ đi lấy băng dính nhá.
trời ơi, để ở bàn chị Quỳnh lại lấy dán cái gì đây? Kéo vào đây. Đây phải dán rồi. Con làm sao mà nhấc lên được? Ờ đó, con thử nhấc lên. Đúng rồi, làm sao mà nhấc lên được? Ừ đúng rồi, bỏ cái này ra nè. Bỏ ra đây. À, bị kẹt tay con à. Đây mẹ lại xem nào. Mama con chảy máu đấy. Ừ, mai mình chưa chảy máu đấy. Dính lại nha. Ừ. Uống hết đi nha. Đi ra ngoài thôi. Con cứ ngồi như thế này là hư mất giường của ca với mít luôn. Đó, nó làm bị cong như này. Nó đang bị cong như này tại vì là con nặng là nó cong nên nó hư luôn đấy. Đi ra ngoài đi. Con bạn cái của cái nó bị đập hơn này. Ừ. Thì nó không bị đập. Ừ.